Netizen Trung Quốc so sánh khoảng cách thu nhập Việt Nam với đại lục như nào? Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề "Khoảng cách thu nhập ở thành phố Hồ Chí Minh và chúng ta lớn đến mức nào? Hãy để tôi đưa bạn qua đó xem thử nhé." Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Thông tin bên lề các bạn tham khảo, giá nhà ở thành phố Hồ Chí Minh thuộc top 15 thế giới, trung bình khoảng 35.000 tệ một mét vuông. Giá đó đắt hơn 10.000 nhân dân tệ so với ngôi nhà tái định cư bị phá dỡ ở thị trấn của chúng tôi, nhưng rẻ hơn 1.500.000 so với ngôi nhà của khu học tránh trong thị trấn. Thành phố Hồ Chí Minh là gì? Bạn cũng có thể gọi là Sài Gòn. Đó là thành phố lớn nhất Việt Nam. Thật bất ngờ là mức thu nhập của người dân bình thường ở Việt Nam gần như ngang bằng với Trung Quốc. Nếu lợi nhuận ròng của các quán trong nước không phải là 8.000 hay 9.000 tệ, thì ai sẽ mở quán? Còn quán rượu, giá khởi điểm là 20.000 đến 30.000 tệ. Đây là thành phố Hồ Chí Minh, tương đương với Thâm Quyến và Hồng Kông ở Trung Quốc. Thành phố Hồ Chí Minh phải so sánh với Bắc Kinh và Thượng Hải, chênh lệch giá gấp hơn 2 lần bình quân. Đây là thành phố Hồ Chí Minh, không phải một thành phố nhỏ bình thường. Thôi nào, đây là thành phố Hồ Chí Minh. Thu nhập trung bình hàng tháng ở Thượng Hải, tương đương với các nước phát triển như Tây Ban Nha, Hy Lạp và Bồ Đào Nha. Vẫn còn khoảng cách rất lớn, công việc bình thường của họ là khoảng 2.000 tệ trên tháng. Than ôi, khi Tưởng Giới Thạch bị đánh bại năm 1949, ông ta mới quyết định đi về phía Nam đến Đông Nam Á, và Việt Nam nên thuộc về Trung Quốc. Đồ ăn nhẹ của Việt Nam khá ngon và tôi nghĩ đồ ăn nhẹ của Đông Nam Á cũng rất ngon. Tôi thấy họ giàu hơn nhiều so với Philippines. À, một người bạn địa phương ngỏ lời mai mối tôi với một người đàn ông ở thành phố Hồ Chí Minh với tổng số tiền là 168.000 tệ. Không cần phải mua nhà nha. Nói thành phố Hồ Chí Minh không dễ hiểu bằng gọi là Sài Gòn. Đây vẫn là thành phố phát triển nhất của họ, tương đương với Thượng Hải. Hãy nhìn lại trình độ phát triển của gần 20 năm trước. Chúng ta rồi cũng sẽ bị Việt Nam bỏ lại phía sau. Thành thật mà nói chỉ cần chúng ta cắt điện là được. Bạn là một người thông minh đó. Nếu không có các nguồn năng lượng, các thuộc địa truyền thống của châu Âu như châu Phi khó có thể phòng thủ được. Tài nguyên của châu Phi mạnh gấp trăm lần thị trường Đông Nam Á. Châu Âu không thể tự chủ bằng chính năng lực của mình. Có một điều cần nói, nếu chúng tôi ở đây làm việc 8 giờ một ngày và 5 ngày một tuần, ước tính sẽ kiếm được khoảng 2.000 nhân dân tệ một tháng. Việt Nam đã phát triển rất nhanh trong 10 năm qua. Nếu một người phục vụ ở Thâm Quyến được nghỉ 8 tiếng cuối tuần thì 2.000 là đủ xong. Vậy ở Thâm Quyến, một người phục vụ kiếm được 4 đến 5.000 nhân dân tệ một tháng không phải là làm việc 16 giờ một ngày sao? Tôi đang khoe khoang điều gì vậy? Tôi chỉ than thở về sự phát triển của Việt Nam thôi. Vậy thì bạn biết rằng hệ thống 6 ngày 8 giờ phát triển nhất ở Việt Nam là vào năm 1450. Hãy xem rõ Việt Nam thực hiện hệ thống 6 ngày làm việc. Diện tích gấp đôi Giang Tây, dân số gấp đôi Giang Tây, tiền lương thực sự ngang bằng với Giang Tây. Tôi từng cho rằng thu nhập và sự phát triển của Việt Nam vẫn bị mắc kẹt như Giang Tây. Anh ấy đang nói về thành phố Hồ Chí Minh, tương đương với thành phố hạng nhất của chúng ta. Nhưng lương ở Giang Tây cao gấp đôi họ. Thành phố Hồ Chí Minh tương đương với Hồng Kông và Macau, không cần tham khảo gì nữa cả. Mức thu nhập ở đây tương tự như các quận ở Giang Tây mà thôi. Nền kinh tế chỉ đạt mức cao ở một số khu vực phát triển và ngược lại rất thấp ở những nơi khác. Nền kinh tế không tương đương với các thành phố hạng nhất của chúng ta đâu, nhưng nó tương đương với các thành phố hạng nhất ở Việt Nam. Mức lương tương đương với các thành phố nhỏ hạng năm của chúng ta. Hồ Chí Minh tương đương với Quảng Châu, nhưng nó khác lắm, có sự khác biệt kinh tế khu vực ở đây. Mức lương ở đây thường khoảng 1.000 tệ, nhưng ở đây thực sự tiêu thụ rất cao. Sắp tới tôi sẽ đến Tân Cương làm việc vậy. Nuôi một đứa bé ở đó chỉ 3-4.000 thôi sao? Chúng ta nuôi một đứa trẻ thường tốn hơn 10.000 một tháng phải không? Không phải làm toàn thời gian, còn lại họ chỉ chăm sóc con cái và không làm việc nhà. Thành phố Hồ Chí Minh tương đương với Thượng Hải của chúng ta và đó là trung tâm kinh tế của Việt Nam. Thực ra chỉ có thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thôi, những nơi bình thường khác nhiều lắm cũng trên 2.000 tệ. Mặc dù tôi không có thu nhập 3.000 tệ, nhưng thu nhập của hầu hết người bình thường quả thực là quá ít. Thành phố Hồ Chí Minh tương đương với Thượng Hải và Hồng Kông ở Việt Nam. Mức lương của người dân bình thường ở Trung Quốc nói chung là 5 hoặc 6.000 tệ. Nếu tính cùng một thành phố tiêu chuẩn thì tương đương với mức lương gần 10.000 ở Thượng Hải.
lương tháng của Bồi Bàn ở Việt Nam là 3.500 tệ sao? Nhiều người không biết điều đó đâu. Vậy sự khác biệt so với trong nước là gì? Không khác nhiều lắm, gần giống như Trung Quốc. Bún Việt ngon và thu nhập của họ không hề thấp. Những năm gần đây, khoảng cách giữa Việt Nam và đại lục không còn xa như trước. Đây là thành phố Hồ Chí Minh, thành phố lớn nhất ở Việt Nam mà, có thể hiểu được. Thâm Quyến là thành phố hạng nhất ở Trung Quốc, mức lương bình quân đầu người chỉ từ 5.000 đến 6.000 tệ mà thôi, nếu gấp 3 lần mức lương ở Thâm Quyến lẽ ra phải lên tới hàng chục nghìn. Hơn nữa, thu nhập của những người bạn của tôi ở Quảng Châu về cơ bản là hàng chục nghìn. Mặc dù tôi và các nhóm xung quanh không đại diện cho đa số và các nhóm trung bình, nhưng mục tiêu tôi nói là những sinh viên tốt nghiệp đại học tư thục bình thường, và có 10.000 người như vậy. Đất nước ta đang phát triển quá nhanh và một số người thực sự đang bị bỏ lại phía sau. Nếu không đại diện cho cơ sở và đa số thì đừng đưa ra ví dụ này. Cảm giác họ giống như Vũ Hán. Họ đều là những thành phố hạng nhất tại địa phương, nhưng mức lương thấp và mức tiêu dùng cao. Mức lương trung bình ở Vũ Hán là khoảng 3.000 tệ. Không có khoảng cách lớn giữa họ và chúng ta. Thu nhập hàng tháng của các cô gái quán bar trong nước là khoảng 20.000 đến 30.000 nhân dân tệ, phải không? Tại sao lương bình quân công chức Việt Nam là 2.000 tệ thôi nhỉ? Họ có khác với chúng ta không? Hãy đến Thượng Hải và thử xem. Tôi không thể sống với số tiền ít ỏi này. Tương tự với thu nhập trong nước rồi. Hồi đầu năm tôi mở chi nhánh ở Hồ Chí Minh, chúng tôi phải nộp 30 triệu đồng mới xong các thủ tục. Cảm giác giống nhau ở mọi nơi. Chỉ là thay đổi môi trường sống thôi. Có an toàn không? Làm thế nào để chơi ở đó? Chúng ta không nói sai. Tôi làm việc với mức lương 3.000 đến 4.000 nhân dân tệ và đi tiêu dùng tiền đồ uống là 3.000 đến 4.000 nhân dân tệ. Đồ ăn đó là phở chứ không phải bún các bạn nhé. Điều tương tự, năm nay có nhiều người ngoài đến làng chúng tôi làm việc lương từ 130 xuống còn 120 tệ. Cửa hàng áo dài Hồ Chí Minh quả thực không hề rẻ. Thu nhập ở đó tương tự như ở Trung Quốc, dù sao thì nó cũng giống như ở Vũ Hán. Việt Nam khác với ở đây. Có quá nhiều quầy hàng ở Việt Nam và sự cạnh tranh quá lớn. Giống như chúng tôi đã làm vào những năm 1970 và 1980, bạn không thể kiếm được nhiều tiền bằng cách làm bồi bàn trong khách sạn. Giờ nó là một công việc có thu nhập nghiêm túc. Mọi người có thể thấy rõ đây là thu nhập của thành phố Hồ Chí Minh. Bạn có nghĩ rằng mức lương của chúng tôi ở Bắc Kinh dành cho những người làm việc trong những ngành này cao hơn nhiều so với họ không? Đừng tự an ủi bản thân nữa. Việt Nam không tệ đến thế đâu. Hãy đối mặt với chính mình và bạn là người duy nhất nghèo. Ý bạn là đài truyền hình đưa tin vô nghĩa sao? Đại đa số người dân ở Việt Nam không có 1.000 tệ mỗi tháng. Bạn đang nói về thành phố Hồ Chí Minh, tương đương với Bắc Kinh và Thượng Hải. Hiện tôi ở Việt Nam đang tìm kiếm một thư ký thông thạo tiếng Việt, tiếng Trung và tiếng Anh và cần mức lương hàng tháng từ 2.000 đến 3.000 USD. Không hề dễ để tìm được người nói tiếng Anh lưu loát ở Trung Quốc. Vậy thì bạn thực sự đang suy nghĩ quá nhiều. Theo số liệu chính thức, thu nhập trung bình họ là 2.300 thì làm sao có thể thấp đến mức 1.000 tệ được. Mức trung bình của Trung Quốc chỉ là 3.000 tệ mà thôi. Vậy bạn định đi Hồ Chí Minh hay Thượng Hải? Đó là một sự cường điệu. Chỉ có 2 đến 3.000 trên người trong nhà máy. Kho của bạn tôi ở thành phố Hồ Chí Minh giá 3.000 tệ trên tháng cho việc đóng gói. Tôi đã thuê một nhân viên dịch vụ khách hàng địa phương với mức lương 2.800 tệ một tháng và anh ta không làm việc toàn thời gian. Ít nhất ở Việt Nam không có khu ổ chuột. Không có thống kê thì sẽ không thấy được. Mức ở đây lương tương đương ở Quảng Tây. Điều này là bình thường, miễn là bạn không ở thành phố thủ phủ của tỉnh. Tôi sống ở Chu Châu, năm 2000 khi mới tốt nghiệp và đến Thâm Quyến với lương 8.000 sau nửa năm. Thành phố Hồ Chí Minh ở đó rất đắt đỏ và họ tính phí bằng đô la Mỹ, chắc chắn không hề rẻ. Khi nói đến sản xuất, trong lĩnh vực điện, chúng ta đều đánh giá thấp sức mạnh của chính mình. Nha Trang tôi đến cũng tương tự như Tam Á của chúng tôi. Giá cũng tương tự như ở Vô Tích. Một cốc Coca ở khu danh lam thắng cảnh có giá 10 tệ, và một cốc Coca ở cửa hàng tiện lợi có giá 3 tệ. Tuy nhiên người dân địa phương cho rằng giá ở đây quá cao. Giá cả gần giống như ở Trung Quốc. Tệ hơn nữa là thu nhập từ việc lập gian hàng thực sự rất cao. Đúng, tôi có một chủ gian hàng quen thuộc ở đây, thu nhập hàng tháng có thể hơn 10 vạn, chủ yếu là do không ổn định. Quả thực, ở các thành phố lớn nhất Trung Quốc, thu nhập của người dân chỉ vào khoảng 1.500 đến 8.000 tệ. Bạn có thể kiếm nhiều tiền hơn bằng cách mở một gian hàng, nhưng giá thuê những người phục vụ cũng khá giống nhau.
có ai cười Vân Nam nghèo nữa không? Ngày xưa giá xây nhà ở thành phố Hồ Chí Minh tính bằng vàng cơ. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, phần còn lại của Việt Nam chỉ đạt khoảng 1/3 mức độ này. Từ các bình luận của netizen Trung Quốc về mức lương và cuộc sống ở thành phố Hồ Chí Minh so với Trung Quốc, có thể rút ra những kết luận sau về cách họ nhìn nhận Việt Nam. Netizen Trung Quốc nhiều lần so sánh thành phố Hồ Chí Minh với các thành phố như Thâm Quyến, Hồng Kông và Thượng Hải. Họ nhận thấy thành phố Hồ Chí Minh là thành phố phát triển nhất của Việt Nam, nhưng vẫn chưa thể sánh ngang về mức độ phát triển hay thu nhập với các thành phố lớn nhất của Trung Quốc. Tuy nhiên, họ thừa nhận thành phố Hồ Chí Minh có sự phát triển kinh tế đáng kể trong những năm gần đây. Một số bình luận chỉ ra rằng khoảng cách thu nhập giữa Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt là ở các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, không còn quá lớn như trước. Nhiều người tin rằng, mức lương trung bình ở thành phố Hồ Chí Minh gần tương đương với một số thành phố hạng trung của Trung Quốc, và mức sống cũng đã tiệm cận. Một số người thể hiện sự ngạc nhiên trước tốc độ phát triển nhanh chóng của Việt Nam, đặc biệt là trong 10 năm qua. Họ nhận thấy rằng nền kinh tế Việt Nam đang cải thiện, nhưng vẫn có sự chênh lệch giữa các khu vực phát triển và những nơi khác, tương tự như sự phát triển không đồng đều giữa các khu vực của Trung Quốc. Mặc dù thành phố Hồ Chí Minh được xem là đắt đỏ, một số bình luận cho rằng mức chi phí sinh hoạt ở Việt Nam vẫn thấp hơn so với các thành phố hàng đầu của Trung Quốc. Tuy nhiên, họ cũng nhận ra rằng mức lương ở thành phố Hồ Chí Minh tương đối cao so với các khu vực khác của Việt Nam và thậm chí tương đương với một số tỉnh của Trung Quốc. Một số người đề cập đến các khía cạnh văn hóa và đời sống của Việt Nam, như đồ ăn vặt và đánh giá cao chất lượng cuộc sống ở các thành phố lớn. Họ nhận thấy rằng Việt Nam không khác biệt quá nhiều so với Trung Quốc trong các khía cạnh về thu nhập và đời sống. Tóm lại, netizen Trung Quốc có cái nhìn khá tích cực về sự phát triển của Việt Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, nhưng vẫn duy trì quan điểm rằng Việt Nam chưa đạt đến mức phát triển của Trung Quốc. Tuy nhiên, họ cũng thể hiện sự thừa nhận về tiềm năng phát triển của Việt Nam trong tương lai.